Alo 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 alo, các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spy Room giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà Nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay, Pink Dot sẽ mang đến cho các bạn bài viết Stoicism phần 5, Seneca là ai? Không phải thánh, chắc chắn, nhưng cũng phải đến mức thánh nhân, của tác giả Andy Lương. Và để biết Seneca là ai, thì hãy bắt đầu ngay thôi nào. Tiếp tục với chuỗi giới thiệu nhân vật, hôm nay xin gửi tới các bạn bài viết về Seneca, cảm ứng Stoicism của mình. Ông có lẽ là người bỏ nhiều tâm huyết nhất cho hậu thế, nhưng cũng là người tai tiếng nhất trong ba đầu tàu Stoicism. Đầu tiên là đôi chút về tiểu sử. Lucius Annaeus Seneca sinh ra ở Cordoba, Tây Ban Nha, nhưng đã sớm được đưa đến dạy dỗ tại Rome. Là một người sinh ra không được hoàn hảo, ông bị một chứng bệnh hen suyễn bẩm sinh và nó đã hành hạ ông gần như cả cuộc đời của mình. Ông có một sự nghiệp chính trị khá là thành công khi được cho là một trong những người đứng đầu trường triết học Stoics và là thầy cũng như cố vấn của hoàng đế La Mã Nero. Theo những gì ghi chép của lịch sử, ông là một trong những người giàu có nhất thành Rome vì khả năng đầu tư tài chính của mình. Chỉ sau khi được cho là tham gia kế hoạch ám sát hoàng đế Nero bất thành, ông mới phải từ bỏ toàn bộ tài sản và xin lui về ở ẩn. Tác phẩm. Trong thời gian cuối đời, ông đã viết rất nhiều, hầu hết theo dạng những bức thư gửi cho bạn Lucius. Nhưng có thể nhận thấy đối tượng mà Seneca nhắm đến là công chúng chứ không phải là riêng bạn mình. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là 120 bức thư về đạo đức gửi Lucius. Moral Letter from Seneca to Lucius. Tác giả Tim Ferriss của The 4-Hour Workweek đã cực kỳ hâm mộ tác phẩm này đến mức anh ta phải làm hẳn bản audiobook và đăng lên trang web cá nhân của mình. Seneca cũng là người được cho là có ảnh hưởng rất lớn đến Nazim Taleb, tác giả cuốn Thiên Nga Đen. Ông này dành hẳn một chương trong cuốn sách cuối cùng Antifrago để nói về Seneca và sức ảnh hưởng tư tưởng Stoicism của ông. Một tên tuổi nữa cũng chịu ảnh hưởng lớn của Seneca, Michael de Montaigne, một triết gia cực kỳ thông minh người Pháp với câu nói nổi tiếng mà chắc mọi người khá là quen thuộc. Là ta đang chơi với con mèo hay chính là ta là đồ chơi của nó? Trong tác phẩm của chính mình, Essay of Montaigne, ông đã hết lòng ca ngợi Seneca như một người đã đặt nền tảng cho tư tưởng và phong cách viết của mình. Cảm nhận của bản thân. Theo mình, cái khó nhưng cũng là cái thú vị nhất của một người viết là phải sử dụng những ẩn dụ, ví von thật khéo để dùng hình ảnh mà nói lên các thông điệp của mình một cách chính xác nhất. Và ở thời điểm này, trong kha khá các tác phẩm về triết học và đạo đức, chưa ai làm mình có được cái kích thích như khi đọc Seneca. Đồng ý là vì Seneca nhằm đến đối tượng là công chúng, nhưng ở phong cách viết của Seneca có cái khí chất, sự mạch lạc, cùng với việc ông là bậc thầy của những câu twist and turn, cực kỳ ấn tượng. Bạn thử cảm nhận vài đoạn sau nhé. Cố tránh những thứ làm thỏa mãn số đông, những món quà mà thần may mắn đã trao cho bạn. Luôn luôn cảnh giác, nên giữ chút rụt rè và đặc biệt là kháng cự lại bất cứ thứ gì đến với bạn nhờ may mắn. Chính bởi sự cám dỗ mà cá cắn câu, thú bị săn. Bạn nghĩ chúng là điều may mắn ư? Không, chúng là cạm bẫy. Nếu như ai thực sự mong muốn một cuộc sống an toàn, cần phải cố sức mà tránh ra khỏi những cạm bẫy may mắn đó. Những thứ mà chúng ta, giống loài đáng thương thường bị lừa gạt. Ta thường nghĩ ta kiểm soát chúng, nhưng chính chúng mới đang kiểm soát chúng ta. Lời bình. Cái hình ảnh cá, vì tưởng mồi là thần may mắn mang cho mà mắc câu thực sự vô cùng ấn tượng với bản thân mình. Chắc mọi người đã quá quen với những câu nói chỉ sự ngu dại như là vào trong, cá cắn câu rồi đúng không? Nhưng suy nghĩ rộng ra thì những câu này không chỉ dừng lại ở khía cạnh mồi, mà là tất cả những thứ mà bạn cảm thấy thích hoặc gắn bó. Từ vật chất như điện thoại, iPad, đến thậm chí cả người yêu nữa. Nếu không giữ cảnh giác thì chính bạn đang tự hại bạn mà thôi. Liên quan đến triết học, hãy cho phép bạn khác biệt. Như bên ngoài, đừng tỏ ra cá biệt về thế giới. Quần áo ta mặc không nên quá LV Chanel, nhưng cũng đừng rách dưới. Ta không nên sở hữu quá nhiều vàng bạc,
nhưng cũng đừng cho rằng việc không có vàng bạc chứng minh cho sự thành đạm của bạn. Cuộc sống của bạn đâu cần phải tốt hơn bình thường, nhưng đừng ngược lại với nó. Nếu không, chúng ta sẽ khiến cho chính những người mà chúng ta muốn cảm hóa rời xa ta. Bằng việc khiến họ phải làm đúng những gì mà chúng ta làm họ mất đi hoàn toàn cái ý muốn noi gương ta. Nếu một người đến chơi nhà bạn, hãy làm họ khâm phục bạn thay vì trầm trồ thán phục mấy đồ vật bạn có. Một người dùng bát sứt mà được coi như bát vàng thật là đáng trân trọng. Nhưng một người dùng bát vàng mà coi nó không khác gì với bát sứt thì cũng đáng trọng không kém đâu. Lời bình, đoạn này là khởi điểm của tư tưởng luyện tập Stealth Stoic mà một trong những người được cho là tiêu biểu là Steve Jobs. Một trong những đoạn này thực sự làm mình thấy say Stoicism và phong cách viết của Seneca. Chúng ta có thể có được sự bình thản trong tâm tưởng nếu như chúng ta hiểu rằng có hai nhóm có thể cám dỗ hoặc khiến chúng ta khó chịu. Nhóm 1 bao gồm tài sản, sự thoải mái, sắc đẹp, đam mê và mọi thứ khác mang đến cho chúng ta cảm giác thỏa mãn. Ngược lại, nhóm 2 bao gồm lao động cực nhọc, đau đớn, cái chết, sự từ chối thừa nhận của đám đông và sự kham khổ trong ăn uống. Vì vậy chúng ta nên rèn luyện để không cho bản thân mình không sợ đối đầu với nhóm 2 và không mong muốn những thứ ở nhóm 1. Chúng ta phải đấu tranh chống lại sự ham muốn với những thứ cám dỗ và đồng thời chế ngự nỗi lo sợ trước những thứ có thể làm hại ta. Bạn có để ý tư thế của một người leo núi khi họ trèo lên và đi xuống hay không? Khi đi xuống, họ phải ngả người về phía sau, trong khi lúc trèo lên thì họ phải vươn về phía trước. Chỉ có thằng ngu mới đi ngả về phía trước khi đi xuống hoặc ngã về phía sau để trèo lên. Tương tự chúng ta đi xuống những sự thoải mái và đi lên đối mặt với những khó khăn gian khổ bạn ạ. Vì vậy, chúng ta phải vươn lên trước khi thẳng thắn đối mặt với khó khăn, nhưng chúng ta cũng phải nhớ ngả về sau khi bạn đang tận hưởng điều gì đó nhé. Cái hay của Seneca còn ở chỗ, ông thường xuyên trích dẫn và đánh giá cao những câu nói của Epicurus, người đứng đầu trường triết học, được coi là đối nghịch với Stoicism. Trong khi Stoicism đề cao sự cảnh giác và có thái độ có thể nói là rửng rừng trước sự lạc thú thoải mái, pleasure, thì Epicureanism lại là triết học đề cao sự hướng tới pleasure trong cuộc sống. Có lẽ bạn sẽ hỏi tại sao tôi hay trích dẫn những câu nói hay của Epicurus thế? Nhưng có lý do nào khiến bạn và tôi phải coi những câu nói ấy là của riêng Epicurus thay vì cho cả cộng đồng cơ chứ? Bạn có thể nói đây là một điều nhỏ nhặt, nhưng nó sẽ thể hiện rõ ràng sự cởi mở và sẵn sàng đón nhận những tư tưởng khác của triết học Stoicism, chỉ cần nó có ích và không ảnh hưởng đến phẩm cách của chúng ta mà thôi. Đối với những chỉ trích, trong thực tế có rất nhiều lời chỉ trích và lên án dành cho Seneca. Những dẫn chứng cụ thể nhất là Seneca là thầy và cố vấn của hoàng đế Nero, vị hoàng đế được cho là tàn bạo và độc ác nhất của thời kỳ La Mã. Hai là ông kịch liệt phản đối giàu sang, trong khi ông là một trong những người giàu có nứt đố đổ vách thời đó. Vì vậy, mình sẽ chia sẻ một chút quan điểm của bản thân. Thứ nhất, cần phải lưu ý rằng những bức thư triết học này Seneca đã viết khi ông đã về vườn, sống trong cuộc đời khổ hạnh, thậm chí là chỉ dám ăn trái cây vì sợ bị hoàng đế Nero hạ độc trong những năm cuối của đời mình. Vì vậy, không thể nói là ông đang ngồi trên đống vàng để chửi thằng nhà giàu được. Thứ hai, công bằng mà nói, bạn sẽ tin ai hơn? Một người sống cả cuộc đời nghèo khổ, chưa từng biết đến giàu sang là gì để chê bai người giàu, có là mối đe dọa hủy hoại bản thân? Hay là lời khuyên của một người đã trải qua cả giàu có và nghèo khổ để biết thứ nào mới thực sự có ích cho con đường tu luyện để luôn giữ được những phẩm cách của mình? Đối với Nero thì có những ghi chép lịch sử cho rằng lý do chính khiến Seneca phải về vườn và trốn chạy Nero là vì ông bị nghi ngờ đã lên kế hoạch cho một cuộc ám sát vị hoàng đế tàn bạo này. Nhưng dù sao đi chăng nữa, có những việc sẽ rất khó để phân định trong lịch sử. Vì theo mình thì nên đánh giá khách quan hơn về những tác phẩm. Nếu ta cho rằng những lời khuyên, những câu chuyện được viết ra là thật và có giá trị, thì người viết tốt xấu đâu có ảnh hưởng gì đến tình hình thế giới đúng hay không. Quan trọng là ta áp dụng được những điều tốt ấy như thế nào với cuộc đời của mình mà thôi. Và Epictetus, một Stoic vĩ đại khác. Nếu lời dạy của một triết gia và cuộc sống, hành động của triết gia ấy không ăn khớp gì với nhau, thì bi kịch ở chính trong tâm hồn người ấy mà thôi. Cũng giống như khi bạn làm sai điều gì, dù không ai biết, thì tâm hồn của bạn vẫn sẽ vẩn đục. Và nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room.
Còn mình là Pinkdot. See ya!